Dạ, xin kính chào cô chú anh chị. Thì hàng vừa về thì em cũng có một cây C300, sẵn tiện giới thiệu với quý cô chú anh chị nào muốn sưu tầm dòng C300 với một ngoại hình khá thôi, ngoại hình khá và độ nguyên bản vẫn có, nên là tất cả mọi thứ từ ngựa, bộ khóa, tem, đầu cần, góc cần, bộ khóa đều zin nguyên bản. Tuy nhiên mặt tớp là chỉ là khá thôi mọi người ơi. Mặt tớp thì tổng quan thì vẫn còn nhìn được, nhưng mà tuy nhiên nó cũng có những cái điểm chày ha, có những điểm chày. Thì shop Guitar Nhật Phan Gia xin phép mọi người bán cây đàn với giá 6 triệu. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Rồi, Yamaha C300 giá 6 triệu ha mọi người. Rồi, Gia xin cảm ơn mọi người đã xem video của em. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ.